Tài nó lắm. Gọi ông Vương thì thế nào? Mình gọi cho các bạn. Ủa nhà cháu anh em nhá, hôm nay mình là sầm xe đi. Đá Petty ai tua sẽ phải cong người đấy về. Chào mọi người đi. Chào mọi người à. Đây là Vương đi ăn nhá. Còn đây là Lê Bảo. Chào mọi người à. Rồi sau đây sẽ vào trận đấu nào. Bắt đầu trận đấu 1 là sẽ Vương đi ăn đá trước. Bắt đầu. Hơi cao quá. Đây không vào đâu. Và đây hai cầu côn kia mọi người nha, hai cột này. Chúng tôi chưa có tiền nên là đá tạm vào. Tiếp tục quả thứ hai. Hơi cao quá. Nhặt đi chủ môn chưa. Vào. Và quả thứ tư. Vào. Dưa vạch rồi, dưa vạch rồi. Và 1-0 nhá. Quả thứ năm. Và không vào, 4-1 nhá. 5-1 rồi. 5-1. Rồi sau đây đến lượt Lê Bảo. Đấy rồi đấy. Và bây giờ thủ môn Vương Đen sẽ là bắt gôn. Lê Bảo sẽ là sút. Không vào. Ở quả thứ hai. Ở dưới. Chỗ cây ngô kìa, chỗ cây ngô kìa. Bên dưới đấy. Để chỗ cao mà đá. Quả thứ hai của Lê Bảo. Vào. 1-0. Yeah. Anh à. Tỷ số là 1-0. 2-1. Như bên Lê Bảo. Và quả thứ tư. Ba một. Chiến thắng cho Lê Bảo. Quả ăn mừng rất chi là khét luôn. Và anh Vương đi nhặt bóng hơi xa. Và quả cuối cùng. 3-1 rồi. Lùi xuống. Lùi hẳn xuống dưới kìa. Sao quả cuối cùng đây. Đó. Không vào. Tỷ số là 2-1. À đâu 3-1. Ở đây đọc cảm nghi của ông béo này. Ý khi thắng này rất là sao. Tài nó lắm. Gọi ông Vương thì thế nào? Mình gọi cho các bạn. Mỗi người bắt tay để con đi về đây. Mà chỉ đấu tiếp. Thôi đi về. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Chào cả mọi người nhá.